nhưng mà thông thường nhất thì vẫn là sử dụng để ngâm rượu. 1 kg này thì chúng ta ngâm với tầm 5 lít rượu và sau 3 tháng là có thể sử dụng được. Đây là cái sản phẩm rễ cây mú tần nhà em đang bán. Cây mú tần thì cả thân và rễ đều được sử dụng, nhưng mà hàng rễ này thì là mọi người được lựa chọn sử dụng nhiều hơn so với cái hàng thân. Và cái hàng rễ thì các bác nhìn nó sẽ khác ngay với cái hàng thân. Nhìn cái hàng rễ nó cong queo như này các bác nhá. Trên kênh thì em đã có làm một vài cái video để so sánh và phân biệt giữa hàng thân và hàng rễ. Thì các bác mà mình có thể là muốn tìm hiểu thêm thì bác có thể là xem lại cái video ở trên kênh của em các bác nhá. Đây, cái hàng rễ này các bác nhìn nhá, nó sẽ kiểu nó hơi cong queo một chút và cầm nó sẽ chắc tay hơn, nặng tay hơn là cái hàng thân các bác nhá. Với cái sản phẩm rễ cây mú tần này thì các bác sử dụng, các bác mà bị đau lưng mỏi gối ấy thì chúng ta ngâm hoặc là sắc nước, nhưng mà thường sẽ là ngâm rượu các bác nhá. Mình sử dụng cái rễ cây mú tần này mình ngâm mình uống nó cũng rất là hiệu quả này. Ngoài ra thì rễ cây mú tần này thì nó hỗ trợ tốt cho cả cái vấn đề sinh lý ở cả nam giới và nữ giới, tức là chúng ta sử dụng để ngâm rượu uống hoặc là sắc nước đều được các bác ạ. Rễ cây mú tần thì sản phẩm này nhà em sẽ đóng túi 1 kg như thế này. Đây, 1 kg như thế này các bác nhé. Mình có thể là ngâm rượu hoặc là sắc nước, nhưng mà thông thường nhất thì vẫn là sử dụng để ngâm rượu, vì cái hiệu quả của nó vẫn là tốt hơn so với mà mình sắc nước, thì cái hiệu quả mình ngâm rượu nó sẽ cao hơn. Và cái thời gian mà mình ngâm rượu sử dụng để sử dụng được thì mình ngâm từ khoảng 3 tháng trở lên. Đấy, 1 kg này thì chúng ta ngâm với tầm 5 lít rượu và sau 3 tháng là có thể sử dụng được. Và mình sử dụng đều đặn các bác nhé, mỗi ngày 1 đến 2 chén nhỏ thôi, tối đa chỉ khoảng 50 đến 70 ml thôi, chứ chúng ta không nên sử dụng quá nhiều. Và chúng ta sử dụng đều đặn với cái thời gian, tức là mình sử dụng trong khoảng 10 ngày nhá, sau đấy thì các bác nghỉ 1 tuần, sau đấy lại mình lại tiếp tục sử dụng khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng nữa và mình lại nghỉ khoảng 1 tuần các bác nhá. Chứ mình đều đặn nhưng mà ngắt quãng chứ không phải là liên tục các bác ạ. Đây, đây là rễ cây mú tần 1 kg, túi này có trọng lượng là 1 kg và giá hiện tại đang là 100.000 đồng 1 kg các bác nhá. Đây, một túi như thế này là 1 kg và bác có thể ngâm được với 5 lít rượu đấy ạ. Cái rễ cây mú tần này thì ngoài chúng ta ngâm mình cái rễ cây mú tần này không, thì là các bác chúng ta còn có thể là ngâm kết hợp cùng với một số cái sản phẩm khác, một số cái đồ ngâm rượu khác. Ví dụ như là các bác có thể là kết hợp ngâm với lại cả ba kích này, nhục thung dung, nấm ngọc cẩu, sâm cau đen. Đấy, một số cái sản phẩm như thế. Và nhà em thì có những cái đồ đấy thì nhà em đều có. Nếu bác nào muốn ngâm riêng, mua riêng thì các bác có thể là mua riêng. Còn nếu bác nào mà muốn ngâm chung nhiều vị với nhau thì nhà em cũng có mix vị cho các bác luôn nhé các bác nhé. Đấy, sản phẩm này thì là nhà em ship code toàn quốc. Các bác anh các chị mình nhận hàng là đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Đấy, các bác kiểm tra đúng hàng rễ này, chuẩn hàng rễ luôn ạ. Đấy, các bác anh các chị mình quan tâm mua sản phẩm rễ cây mú tần hay là một số cái sản phẩm đồ ngâm rượu khác thì mình liên hệ cho nhà em theo số điện thoại 0868184777, số có cả Zalo, mọi người nhắn tin gọi điện hoặc là gọi điện Zalo đều được các bác nhé.